Hello, chào các bác nha. Vâng, đầu video thì như thường lệ thì em sẽ luôn nhắc các bác là trước khi lựa mã giày bên nhà em thì các bác giúp em đo chiều dài bàn chân và thông báo thêm cho em cái độ dày bàn chân cũng như là cái bề rộng của bàn chân để lựa những cái đôi nó được vừa ý nhất các bác nhé. Thì em cũng nói thêm nữa là cái vấn đề hàng giày si mà thì một số bác thì chắc cũng chơi đồ si cũng mới, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Thì mặc dù là hàng si nhà em ấy đã bán ở cái mức giá gọi là một phần 10, thậm chí là có những đôi là một phần mười mấy luôn các bạn, một phần mười mấy giá trị thật của đôi giày luôn. Nhưng mà khi mà hàng về tay thì nhiều bác bỏ ra có khi là cũng chỉ có chưa đến 300.000 hoặc hơn 300.000 một chút thì mua về, thì các bác cứ bảo là lỗi nọ lỗi kia, xong là bảo là nhưng mà đôi giày nó hơi cũ. Em nghe thấy tình trạng các bác phản hồi thì em cũng thấy nó hơi tức cười một chút, nó hơi mắc cười tí các bạn. Ra là nếu các bác mà khó tính như thế, khi mà mua một cái đôi giày mà giá trị thật của nó thậm chí gấp hàng mười mấy lần hoặc là chục lần cái đôi mình vừa mới mua, mình vừa mới sở hữu, mà mình bỏ ra có 200 mấy và hơn 300 một chút mà các bác đã khó khăn kỹ tính thế, thì em nghĩ là các bác cũng không không nên theo đuổi chơi hàng si làm gì các bạn. Mình mua hàng chợ, hàng tàu kia nó đẹp, xong là nó mới thì nó cũng rất là rẻ. Còn đã chơi hàng si thì đa số các bác thì cũng đã hiểu hàng si nó đương nhiên nó không có lỗi nọ, nó không có lỗi kia, chứ còn mới leng keng thì em nghĩ là nó khó. Mới leng keng chỉ có mấy cái ông hay đi lừa các bác thôi, là cứ mua mua đồ hàng nhái về xong là lừa các bác giả vờ làm cũ nó đi một xíu cho nhìn nó độ mới nó cao cao bán. Em nói các bác những đôi VIP trị giá vài trăm đô với cả hàng nghìn đô, chẳng có ông Nhật với ông Tây nào mà ông ấy đi có một vài lần xong ông ấy xài lướt vài lần xong ông ấy bỏ đi đâu các bạn. Ông Tây người ta cũng cũng tiết kiệm lắm các bạn. Đó, bên Việt Nam mình giá xăng lên, đương nhiên bà con khó khăn cũng kêu. Nhưng mà bên Tây các bác nhỉ, giá xăng lên mà thu nhập của họ cao hơn gấp người Việt mình hàng bao nhiêu lần. Thế mà người ta cũng kêu giời cũng đất lên đấy, các bạn. Chứ không phải là Tây là nghĩ là họ thu nhập cao là họ sẽ xài hàng lướt lướt thôi. Các bác nhẹ dạ cả tin thì các bác chỉ là những người thiệt thòi thôi. Đó. Đấy. Đây là một trong những đôi mà mấy hôm trước em lên video á thì nó là một những cái đôi số băm số bổ đó các bác. Đó. Cực kỳ xấu xí. Rất xấu các bác nhá. Nhưng bây giờ sao? Bây giờ em bỏ ra có hơn 5 phút. Tút lại một chút. Đánh xì lên, nhìn nó lại ngon lành đẹp đẽ. Mà có biết giá, mà các bác cũng biết được giá của nó bao nhiêu. Cái hôm mà nó xấu xấu em lên video thì em cho nó ở cái mức giá 230k được bao nhiêu. Đó. Đó, hôm nay em thử bỏ ra tầm khoảng 5 7 phút. Em tút tát lại đánh xi lại một chút. Bây giờ nhìn nó đẹp thế này mà các bác. Đó. Các bác nghĩ đôi này nó chỉ ở cái tầm giá mà em đánh giá là 230k. Đấy, nó đẹp như này không? Đó. Vậy mà một số bác mua những cái đôi giày mà giá nó cao hơn này mấy chục nghìn, mà em trên video em đã nói là các bác về chịu khó vệ sinh giúp em xong là tút tát lại một chút là nó sẽ đẹp long lanh cho các bác. Đó, đôi này xấu tệ khủng khủng khiếp, em để giá 230, nhưng hôm nay em tút lại nó đẹp như này thì em sẽ không bán đâu ạ, em sẽ tặng đương nhiên rồi, đôi này em tặng chứ em không bán các bác nhá, em không bán. Đó, các bác không tin lời em nói, em nói thật luôn. Đôi này em nọ quá xấu. Bỏ ra vài phút nó đẹp như này mà. Nhưng mà em không bán đâu. Vì lúc em bán rẻ thì các bác thấy xấu các bác không mua. Bây giờ nó đẹp em không bán nữa, em chỉ tặng thôi. Đôi đầu tiên em nên làm một đôi phong cách
thể thao, ra thể thao được đôi này chưa được khâu viền các bác nhá, nhưng mà xung quanh vẫn còn chắc chắn, độ mới cũng khá là tốt. Đôi này hiệu Binpon đó, Sport đương nhiên rồi, nó là phong cách thể thao mà. Đây phần đế của nó, phần đế còn khá ổn các bác nhá. Đó, giày si qua sử dụng thì đương nhiên là nó sẽ phải mòn như này, chứ còn các bác bị người ta gạt là nhìn nó đẹp long lanh xong là lại còn hàng xịn, hàng VIP nọ kia, nghĩ mà buồn cho các bác quá. Đây đôi này có mã là E78, chiều dài bàn chân là 270, 300k, sản xuất tại Trung Quốc, nhưng mà đang trong kỳ giảm giá 2 ngày của nhà em, ngày hôm nay ngày ngày thứ hai ngày cuối cùng ạ, nó chỉ còn 270k cho đôi này nhá. Tiếp tục là một đôi bốt chất liệu da hột rất đẹp đó, những cái đôi như này này thì vì các bác về các bác vệ sinh lại giúp em và tu tát lại một chút, nó sẽ đẹp như cái đôi lúc đầu của em giới thiệu cho các bác rồi. Đôi này đã có một bác chốt và kêu rằng khóa của nó hỏng. Ok, em cho các bác xem sự thật, cái khóa nó có hỏng không? Không hỏng các bác nhá. Chốt và ship đến tận nơi kiểm tra nói rằng là khóa hỏng. Đó, khóa đồng, khóa đồng khi mà ít khi sử dụng á thì nó cũng sẽ hơi có bị oxy hóa một chút ở góc nọ góc kia, không ai có thể vệ sinh cặn kẽ như thế được, là giá tiền thì cũng đâu có gì nhiều nhặn đâu. Đôi này quá đẹp luôn, một đôi bốt thể thao quá đẹp, khóa không hề hỏng các bác nhá. Và cái bác đấy trả lại cho em và nói là khóa hỏng. Tuy nhiên các bác xem khóa như này có đến nỗi bị chê không ạ? Đó, đó là vấn đề mà nhiều bác không hiểu gì về hàng si, không hiểu nhiều. Đó, đây là phần đế của nó. Đôi này có mã là C22, chiều dài bàn chân là 270, giá 340k, sản xuất tại Trung Quốc, hiệu GS các bạn, à, hiệu GX các bạn, không phải hiệu, vì nó là boss ở sâu á, GBX đó, hiệu GBX giảm giá 30k nên nó chỉ còn 301 các bạn nhá. Đó, chỉ có 301, về tút tát lại là đẹp long lanh. Tiếp tục là em lên một đôi hiệu Hawking, một đôi giày du lịch da đó, hiệu Hawking, đế rất nhẹ và êm các bác nhá. Đây là phần đế, mã đôi này là T91, chiều dài bàn chân là 255, hãng đề là size 40,5, em cũng ghi như vậy, 330k, sản xuất tại Bangladesh, giảm giá 30k, nó chỉ còn đúng 300k cho đôi này nhá. Tiếp tục là một đôi thể thao hiệu Nike, đây là một cơ hội giảm giá tốt cho những bác nào săn những đôi này về để đi bộ nhá. Đây phần đế của nó đó, đôi này có mã là K58, chiều dài bàn chân là 270, size của hãng đề là 42,5, em ghi như thế, 350k, sản xuất tại Việt Nam, một đôi để đi bộ quá tuyệt vời. Nay nó chỉ còn 320k các bác nhá, đang giảm giá 30k cho các bác. Tiếp đến là một đôi Adidas có size chân cũng khá là lớn các bạn đó, một đôi Adidas, đôi này hình như tên nó là Lally các bạn, đôi này hình như là người ta gọi là Adidas Lally đó. Phần đế đã qua sử dụng nên nó cũng mòn nhưng mà cực kỳ còn chắc chắn các bác nhá, còn rất chắc chắn, đặc biệt giá tiền nó cũng không có gì nhiều nhận cho một đôi như này đó. Với số tiền có chừng này em nói cái đôi này giá trị thật chỉ bằng có 1/10 mấy thì cũng không hề ngoa các bác nhá. Đôi này em nói thật các bác mua mới
nó mà không hơn 5 triệu mới là lạ nha các bác nhé. Đó, câu này có mã là K56 này, chiều dài bàn chân là 275, hãng đề là size 43, em ghi đúng như thế. 390k, sản xuất tại Trung Quốc, nay nó chỉ còn 360k thôi nhá. Tiếp đến em lên một đôi vô hiệu Nepa. Đó, đôi này là một đôi thể thao các bạn. Vâng, một đôi thể thao da. Đây là phần đế. Đôi này có mã là T79 này, chiều dài bàn chân là 275, giá 330k, nay nó chỉ còn có 300k nhá, sản xuất tại Hàn Quốc. Tiếp đến em lên một đôi hiệu Skitcher, một đôi thể thao hiệu Skitcher, màu trắng, phối logo đen. Đó, một đôi hiệu Skitcher. Hiệu Skitcher là hiệu nổi tiếng mà thanh niên Mỹ và châu Âu rất ưa chuộng các bác nhá. Đây phần đế của nó. Đó, vệ sinh lại đẹp long lanh nha các bạn. Đôi này có mã là K61, chiều dài size của hãng đề là size 40, em cũng ghi như vậy. 340k, sản xuất tại Trung Quốc, nay nó chỉ còn có 310k cho đôi này nữa nhá. Tiếp đến là một đôi hiệu Vans, một hiệu nổi tiếng của Mỹ các bác nhá, da mài. Đó, phần này là da mài các bác, nhưng phần này thì lại là da lộn này. Đó, họ cùng là một loại da nhưng họ xử lý khác nhau. Phần trước này là da mài, còn phần này thì lại là da lộn nhé. Đó, một đôi hàng chính hiệu luôn. Đây là phần đế. Đôi này có mã là K55, chiều dài bàn chân là 280, size 43, là trong tem em ghi như thế nhá. Đó, 350k, sản xuất tại Trung Quốc, hôm nay nó chỉ còn có 320k nhá, một cơ hội không hề tệ. Đó, để sở hữu những đôi hàng hiệu như này, kỹ tính quá mà chơi hàng xì khó lắm quá. Ui rồi, sao đôi của anh mua 300 mấy mà nhìn nó hơi cũ, em nghe thấy nó mắc cười quá các bác. Anh mua hẳn 300 mấy cơ mà nhìn nó hơi cũ. Quan trọng là dùng nó còn tốt các bạn, nó vẫn còn tốt và bền. Còn những đôi nào các bác thực sự là nó bị lỗi nặng thì nhà em cũng quân tử đổi trả cho các bác đàng hoàng. Nếu các bác không chọn đôi khác, em gửi trả tiền đàng hoàng. Em thích những người sống đẹp và quân tử, chứ kèm nhèm em không thích đâu. Tính em thế đấy. Đôi này đế hơi các bác nhá, nai đế hơi nhá. Đó, các bác có thể đi bộ bằng đôi này, rất tuyệt vời luôn. Đôi này là K58, chiều dài bàn chân là 270, size 42,5, là ở trong tem. 330k, nay nó chỉ còn có 300k, sản xuất tại Indo các bác nhá. Này đều hơn. Tiếp đến là một đôi slip on da dập vân, thiết kế rất đẹp. Đó, đây là đế của nó. Đôi này của hiệu Soda các bác nhá. Đó, đôi này có mã là T87, chiều dài bàn chân là 265, 300k, hôm nay nó chỉ còn 270k các bác nhá. Đó, một đôi Fila màu trắng được phối phản quang. Đó, phối phản quang phía sau cũng phản quang. Đây là phần đế của nó. Đôi này có mã là K62, chiều dài bàn chân 270, size 42,5,
320K sản xuất tại Việt Nam. Ngày hôm nay, ngày giảm giá cuối cùng của nhà em nhân dịp Tết sắp đến. Nó chỉ còn 290K thôi nha mọi người nhá. Quá rẻ không ạ? Tiếp đến là một đôi hiệu Rockport, một đôi lửa hiệu Rockport. Tất cả chất liệu trên đôi giày này đều rất nhẹ, từ phần mũ giày cho đến đế giày. Đế giày là chất liệu xốp cực nhẹ. Đôi này có mã là T88, chiều dài bên chân là 265, 290K, sản xuất tại Ấn Độ. Hôm nay nó chỉ còn 260K. Tiếp đến là một đôi đi bộ dành cho một chị nữ nào đó. Đế là chất liệu Luna của hãng Nike các bác nhá. Đó. Đôi này có mã là K57, chiều dài bàn chân là 235. Hãng đề là size 37. 190K sản xuất tại Việt Nam. Hôm nay nó chỉ còn 160K. Chất liệu thiết kế phần mũ giày là lưới, vải lưới rất thông thoáng, đặc biệt là rất nhẹ nhàng. Tiếp đến là một đôi của hiệu K2, nổi tiếng Hàn Quốc. Quai dáng đây cũng vậy, da thì mềm mịn, qua sử dụng thì cũng có chảy vết nhỏ đây chút và mũi một chút, nhưng mà giá của nó thì rất rẻ đấy các bạn, so với giá trị thật của nó rất rẻ. Đó, các bạn thấy không, da dày dặn thế này các bạn. Đấy đây, đôi này có mã là T99, chiều dài bên chân là 240, 250K. Ngày hôm nay nó chỉ còn 220K, sản xuất tại Việt Nam, xuất qua thị trường Nhật Bản. Tiếp đến là đôi đánh gôn. Đôi đánh gôn hiệu của nó là Zin. Đó, Zin, sản xuất tại Hàn Quốc. Đây là phần đế của nó, dành cho những bác săn những đôi này về để đi tập, tập góp thì quá tuyệt vời nhá, quá kinh tế luôn. Chất liệu da của hãng các bác nhá, vẫn còn dùng bền và tốt. Đôi này có mã là T93, chiều dài bàn chân là 265, 210K. Vậy thì ngày hôm nay nó chỉ còn có 180K các bác nhá, 180K các bác nhá, sản xuất tại Hàn Quốc. Tiếp đến là lên một đôi thương hiệu Estire, một thương hiệu rất nổi tiếng ở châu Âu. Đó là một thương hiệu của người Pháp các bạn, nhưng có những khi nó được sản xuất ở các nước như Tây Ban Nha hoặc Italia, và đặc biệt là Hàn Quốc, và thậm chí là kể Trung Quốc các bạn nhé. Đây phần đế của nó, chất da mềm và mịn. Đó, những đôi như này trông nó như vậy rồi các bạn, nhưng mà về các bác đó, nghe em tư vấn là cứ tút tát lại một chút là nó lại đẹp long lanh rồi các bạn, mà tiền thì có bao nhiêu đâu. Mã của nó là E92, chiều dài bên chân là 270, 250K. Ngày hôm nay nó chỉ còn có 220K. Các bác thử đi mua ở đâu một đôi giày thuộc một thương hiệu lớn ở châu Âu mà chỉ có tầm giá như này không ạ? Đó các bác nhá, ngày hôm nay là ngày giảm giá cuối cùng nhé. Tiếp đến là một đôi Nike hiệu KD. Đây, chữ K và chữ D, tiếng Anh đọc là KD. Một đôi Nike hiệu KD. Đôi này có thể dành cho những bác đang tìm một đôi đi bộ nhá. Đó, rất phù hợp luôn. Thiết kế đẹp, đế êm nhẹ. Đây là phần đế của nó. Mã là K59, chiều dài bàn chân là 270, size 42,5 là size để trong tem các bác nhá. 360K. Vậy là ngày hôm nay nó chỉ còn có 330, sản xuất tại Trung Quốc. Tiếp đến em lên một đôi của thương hiệu Estire. Đó,
tên của nó. Portfolio hiệu Esquire, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Phần mũ giày được đan, da đan các bác nhá, da đan hình lục giác, hình lục lăng. Đó, rất đẹp các bạn. Đẹp và thoáng. Đây là phần đế của nó. Ngày hôm nay với cái giá tiền như này thì nó chỉ còn có 270k thôi các bác nhá. Mã là E44, chiều dài bàn chân là 250. Em đem một đôi bốt cao cổ sản xuất tại Hàn Quốc. Đó, các bạn nhìn chữ Hàn Quốc này. Đó, chữ Hàn Quốc, ký tự Hàn Quốc và ký tự Trung Quốc khác nhau các bạn nhá. Kể cả ký tự của người Nhật Bản cũng khác, chứ không có cái giống ký tự của người Trung Hoa. Chất da mình không bàn nữa các bạn. Ngắm coi cái đế của nó xem nào. Đó, đế của nó đây các bạn. Được khâu bên dưới các bạn nhá. Cho nên là cực kỳ đảm bảo độ bền chắc chắn của đôi này nếu ai sở hữu nhá. Mã của đôi này là E1, chiều dài bàn chân là 265, 450k sản xuất tại Hàn Quốc. Ngày hôm nay giá của nó chỉ còn 420k các bác nhá. Ôi, video của em đến đây xin tạm thời kết thúc và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của nhà em. Và ngày mai có thể em sẽ lên một số đôi bốt nữ cho các chị nha các bác nhá. Vâng, em xin chào tạm biệt các bác.